we are at the Nguyễn Huệ walking street. It's Thursday about 10 p.m. right now. That's Bạch Đằng Harbor down there. So every night it's always crowded with people here. Nguyễn Huệ walking street. All the street food. They have all the pet show over there. Hiền quá ha. Yeah.
Ok, không biết là mọi người đây bây giờ có ai tự tin lên đây đi hát luôn cho mọi người. Tụng bài chứ mọi người hát. Ok mọi người, chúng ta sẽ ưu tiên cho giọng ca nữ trước nha mọi người. Nãy giờ giọng ca nam hát rất là nhiều mà chúng ta chưa tìm được một giọng ca nữ nào. Có bạn nữ nào không nhờ? Ai giọng ca nữ nào sẽ là giọng ca đầu tiên cho buổi tối hôm nay? Saigon Center around there and Bến Thành Market around there, Bùi Viện và Mua Lão around there.
lot of people, a lot of motorbikes. At the McDonald's, we're gonna try some McDonald's. On the way, walk the street.